nay bảo thèm gì, mời mọi người múc đang bún mắm miền Tây. À, mình sẽ bỏ ớt vô cái mắm me này để hồi mình chấm cho nó ngon, nhấp một miếng chanh vô nữa, mời mọi người ăn nha. Ngon quá à. Có một món ăn mà ăn hoài không có biết ngán luôn mọi người là cái này nè, bún mắm miền Tây nha mọi người. Nhìn cái mắm me coi đã chưa nè. Đó, đây là chén mắm me nha. Heo quay. Cái mùi mắm nó thơm thì thôi luôn á. Đây là cá lóc. Cá lóc. Ớt thì chẳng ngon. Có cái miếng mật rã vậy nè. Miếng mật này là chấm tới một chuyện nè. Chấm miếng ớt này. Trời. Chịu gì nổi, chịu gì nổi. Ngon. Quá ngon. Cái này là chả cua. Mọi người muốn Bảo ăn thêm món gì thì bình luận cho Bảo biết với nha. Bye.